Vâng, xin chào mừng quý khách hàng đã trở lại với kênh Lâm Huy xe tải. Em là Huy, là chuyên viên tư vấn tại công ty ô tô Phú Cường. Thì hôm nay em sẽ lên cái clip để giới thiệu đến quý khách hàng hai cái dòng phân khúc xe tải 6 tấn 6 và phiên bản 9 tấn nha quý khách hàng. Thì hai chiếc này là thuộc nhà máy JAC Việt Nam, đó là chiếc JAC N650 Plus phiên bản hồng mui bạc và chiếc JAC N900S phiên bản hồng mui bạc luôn. Thì đặc biệt của con N900 này là nó đóng hùng bửng nhôm cho quý hàng và xe có ra phiếu hùng bửng nhôm cho quý hàng luôn, nên là quý hàng không có cần mà sợ khi sau 2 năm thì mình sẽ đăng kiểm như thế nào. Thì xe có phiếu sẵn, mình 2 năm mình vẫn đăng kiểm bình thường, không sợ gì hết nha quý hàng. Thì cái màu này quý hàng thấy nó hơi lạ đúng không? Thì thật ra là cái mã màu xanh ngọc này là bên nhà máy JAC hỗ trợ thêm cho quý hàng mình để cho có đa dạng màu sắc. Thì có bên kia là con màu VinFast, màu xanh VinFast, và sẽ có màu cam đồng cho quý hàng nữa. Đây là mấy cái màu là sơn lại mấy màu mới để cho quý hàng mình đa dạng màu. Thì cái phí sơn màu này là miễn phí cho quý hàng, không có tính phí gì hết. Thì giá của nó vẫn là như cũ. Thì hiện tại giá của con JAC N650 Volus này đang có giá là 651 triệu và con JAC N900 á, 900S này á, phiên bản hồng mui bạc và phiên bản hồng tiêu chuẩn á là 719 triệu và hồng bửng nhôm này là 761 triệu. Và hiện tại đang có chương trình là hái lọc đầu năm 2024, đầu năm 2024 thì bên công ty ô tô Phú Cường bên em sẽ hỗ trợ đối quý hàng là chi ăn quý hàng đầu năm là hái lọc đầu năm là giảm 10 triệu trên tất cả các dòng xe JAC từ 1 tấn 9 đến 9 tấn nha quý hàng. Thì con này sẽ còn, con JAC N650 Volus này sẽ còn giá là 641 triệu nha quý hàng, xe và thùng. Chi phí giấy tờ sẽ là tính theo biên lai nhà nước. Còn con hồng mui bạc mà phiên bản hồng tiêu chuẩn là 709 triệu và hồng bửng nhôm này là 751 triệu nha quý nè. Đấy. Thì em sẽ giới thiệu sơ về hai dòng xe này. Thì phân khúc hai dòng xe JAC N650 và N900 này nó sẽ sử dụng chung một cục máy. Đó là máy Cummins. Máy Cummins nha quý nè. Và dung tích của nó là gần 3.8 lít, là hai con sử dụng chung một cục máy luôn. Và công suất cực đại đó là gần 170 mã lực cho quý hàng luôn, cực kỳ khỏe và cực kỳ lợi dầu cho quý hàng. Thì đối với hai dòng xe này thì tầm khoảng từ 13 14 15 lít thôi trên 100 cây nếu mà chạy đủ tải cho quý hàng, chạy đúng tải. Thì cabin thiết kế là cabin nó là cabin vuông và 3 ghế ngồi 1 giường nằm. Thì cabin hai con đều giống nhau. Cái khác biệt là con JAC N900 á, từ N800 và N900 sẽ có cái mui nước gió cho quý hàng, mui gió phía trên. Đây, thiết kế 3 ghế ngồi và ghế của nó là ghế bọc nỉ nha quý hàng, và phía sau sẽ có cái giường nằm cho quý hàng luôn, rất là tiện lợi. Và bên đây là sẽ có cái cửa sổ nha quý hàng, đây sẽ mở ở bên trong, nó có cái đồ gài mở bên trong. Và đặc biệt của cái dòng xe mà JAC N series máy Cummins á là sẽ có hệ thống Cruise Control điều khiển ga tự động nha quý hàng. Đấy, thì em sẽ giới thiệu sơ về phần hùng của con JAC N650 Volus. Thì JAC N650 Volus này có cái hùng hàng dài lọt lòng là 6m2 và tải của nó là 6 tấn 6 nha quý hàng. Đấy, hùng cực dài trong phân khúc xe tải phân khúc 6 tấn 6 nha quý hàng. Phân khúc 7 tấn xuống thì con này là hùng nó tương đối là dài và đóng mở được cho quý hàng là 7 cửa bẩn, 6 cửa bẩn chiều dài hai bên và 1 cửa bẩn phía sau. Vách ngoài là inox, vách trong là tôm kẽm nha quý hàng. Đây, như là các cái bản lề khóa tôm là bằng sắt nha quý hàng. Sàn của nó là sắt phẳng 2.5 ly nha quý hàng. Đây, còn đây là phía dưới là phần bình dầu của xe. Bình dầu của xe làm bằng hợp kim nhôm nha quý hàng, chống cháy nổ, chống rò rỉ. Đấy. Đi phía sau là lớp đôi, phía trước là lớp đơn và phía sau là đi với nhíp 2 tầng. Nhíp 2 tầng nha quý hàng. Mỗi tầng 10 cây. Cực kỳ khỏe nha quý hàng, chạy cực kỳ khỏe luôn cho quý hàng luôn. Đấy. Đó là phần cầu láp phía sau. Thì cầu láp sẽ đồng bộ với máy Cummins của Mỹ và hộp số phát gear của Mỹ luôn nha quý hàng. Thì nói chung cái dòng xe này giá trong phân khúc là dòng xe JAC N650 Volus này giá là cũng mềm. Hiện tại là xe đã ra số nha quý nè. Thì bên dịch vụ anh em chuẩn bị kiểm tra xe và vệ sinh xe, chuẩn bị bàn giao xe cho khách, cho chị Cúc vào chiều hôm nay, chị Cúc ở Bến Tre. Đấy. Còn con JAC N900 này á có thùng hàng dài lọt lòng là 7m và tải nó là 9 tấn 1 nha quý nè. Thì khách hàng khu vực miền Tây á rất ưa chuộng cái dòng xe tải JAC này, nên là quý hàng mà ở khu vực miền Tây á, sẽ thấy rất là nhiều cái dòng xe tải JAC bên em bán về khu vực miền Tây. Đấy, khách hàng chạy rất là nhiều luôn. Nói chung là khách hàng phản ánh là xe này chạy nó rất là ok và cực kỳ lợi dầu, nhất là nó ít có hư vặt như quý hàng. Và đặc biệt cái động cơ Cummins ở bên em là sẽ bảo hành cho quý hàng là 5 năm trên 150.000 km. và sẽ được khai nhớt lần đầu miễn phí, kiểm tra xe lần đầu miễn phí, trả tầm khoảng từ 2.500 tới 3.000. Quý hàng cứ đến với các hệ thống bên công ty ô tô Phú Cường anh em, nó trải dài từ Đồng Nai, Bình Dương, quận 12. Hiện tại em làm ở Bình Chánh và ở Tiền Giang, có showroom ở dưới Tiền Giang gần cầu Nhị Mỹ, ngay đường quốc ngay trên quốc lộ 1A luôn nha quý hàng. Đấy, rất là tiện lợi để cho quý hàng mình khi vận chuyển hàng hóa có thể là đa dạng được cái chỗ mình để bảo dưỡng xe. Ngoài ra thì ở dưới Kiên Giang hoặc là các cái tỉnh Cần Thơ vẫn có những cái showroom để mình có thể là ghé để mình có thể là bảo trì bảo dưỡng xe. Thì khi mà giao xe bên em sẽ giao cái sổ bảo hành cho quý hàng, thì trên sổ bảo hành nó sẽ có những cái địa điểm để quý hàng có thể là đến bảo dưỡng, quý hàng sẽ chọn một cái địa điểm gần nhất, thì vì đó tới đó mình sẽ cầm cái sổ bảo hành để mình tiến hành bảo dưỡng xe. Thì quý nhà nào có nhu cầu quan tâm về xe, hai dòng xe này hoặc là các cái dòng xe tải nhỏ hơn, bên em vẫn có dòng dắt thì sẽ có là 8 tấn nè, 6 tấn 6 nè, 9 tấn nè và 3 tấn rưỡi và 1 tấn 9 đó nha quý nhà. Thì máy Cummins, ngoài ra còn máy Đức thì sẽ có là con JAC N650 và JAC N500, N350 Volus. Nó sẽ có nhiều cái dòng xe và đa dạng cái phân khúc, thùng và tải trọng cho quý hàng để quý hàng lựa chọn. Ngoài ra thì bên em vẫn có những bán cái dòng xe tải Vim, Hyundai để đủ với hàng Isuzu luôn. Thì nó sẽ phao, đóng phen, chân lông, đầy đủ các cái dòng xe để quý hàng mình lựa chọn, từ cái dòng xe tải nhỏ dưới 1 tấn và đến cái dòng xe tải lớn 4 chân, 3 chân, 4 chân, 5 chân và đầu kéo với quý hàng luôn. Thì quý hàng nào cứ quan tâm thì cứ liên hệ đến em với số điện thoại em để dưới góc màn hình, hoặc là có thể là kết bạn Zalo với em sẽ gửi những cái bản báo giá về xe, thông tin về xe để cho quý hàng mình đúng với cái nhu cầu quý hàng mình chọn trong thời điểm hiện tại. Thì quý hàng nào có nhu cầu cứ liên hệ đến em. Em Huy xin kết thúc video tại đây và hẹn quý hàng ở những video tiếp theo.